Tại sao trào ngược dạ dày lâu năm chữa mãi không khỏi? Khi bị trào ngược, chúng ta nghĩ ngay đến việc dùng thuốc để cân bằng dịch dạ dày. Nhưng phương pháp này chỉ giúp giảm triệu chứng trong thời gian ngắn. Khi dừng thuốc thì bệnh lại quay trở lại như cũ. Theo đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày thực quản là do can vị bất hòa, tức là chức năng của can hay là gan và dạ dày là vị không hòa hợp, dẫn đến can uất vị yếu, gây ra chứng nghịch khí, tức là trào ngược dạ dày thực quản. Còn theo đông y, bình thường gan sẽ tiết ra dịch mật đổ khúc vào hai tá tràng, sau đó được phân bổ tới dạ dày và các cơ quan tiêu hóa khác. Trong dịch mật có men mucin là yếu tố để bảo vệ dạ dày. Khi gan bị suy giảm chức năng sẽ gây ra viêm loét dạ dày trước sự tấn công của dịch axit. Đây chính là nguyên nhân sâu xa bên trong gây trào ngược dạ dày mà ít ai ngờ tới. Nên người bị trào ngược cần tìm đến giải pháp giúp cân bằng giữa chức năng của can và vị để loại bỏ nguyên nhân từ gốc của bệnh. Nguyễn Hồng, hiểu cơ thể để bảo vệ sức khỏe.